Mở tài khoản chứng khoán cho người Việt Nam ở nước ngoài đơn giản, nhiều người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, vậy mở tài khoản chứng khoán cho người nước ngoài có được không? Câu trả lời là có. Nếu như bạn đang ở nước ngoài và cần mở một tài khoản chứng khoán ở Việt Nam để đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và quỹ đầu tư. Rất đơn giản chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối với mạng. Sau đây Bích Đầu Tư xin chia sẻ cách mở tài khoản chứng khoán online cho người Việt Nam ở nước ngoài đơn giản. Mời các bạn cùng theo dõi nhé, chứng khoán là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt trong 4 tháng gần đây, bắt đầu từ cuối năm 2020. Môi trường lãi suất thấp, các kênh khác kém ưu thế khiến chứng khoán nổi lên như một lựa chọn sáng giá cho nhiều người muốn đầu tư, đặc biệt là những người chưa từng biết đến kênh này, nhà đầu tư F0, vậy nên mở tài khoản ở địa chỉ nào đảm bảo uy tín? TCBS công ty chứng khoán Techcombank một trong những công ty chứng khoán uy tín trực thuộc hệ thống ngân hàng lớn tại Việt Nam nếu khách hàng có tài khoản ngân hàng Techcombank có thể rút tiền không mất phí nếu không có tài khoản ngân hàng techcom vẫn mở được tài khoản tiêu chí mở tài khoản chất lượng tốt nhất cơ bản như tính ổn định an toàn bảo mật của hệ thống giao dịch phí giao dịch thấp nhất thị trường lãi vay margin thấp trên thị trường áp nhiều tính năng còn có tự động cắt lỗ chốt lãi nạp và rút tiền nhanh chóng không mất phí có nhân viên support khi cần thiết để đạt được những tiêu chí trên thì không thể không nhắc đến công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương techcom security được ký hiệu TCBS, link đăng ký tài khoản tại TCBS và có đội ngũ nhân viên support nhiệt tình nhất tại bigdautu.com. Cách mở tài khoản chứng khoán cho người Việt Nam ở nước ngoài. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn rất chi tiết cách thức để bạn có thể mở được một tài khoản chứng khoán online khi bạn vẫn ở nước ngoài. Bạn có thể đầu tư đăng hàng ngàn cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra bạn có thể đầu tư được các trái phiếu và quỹ đầu tư hàng đầu ở Việt Nam. Cách thức sẽ thực hiện như sau, một chuẩn bị các hồ sơ mở tài khoản, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn hiệu lực, số tài khoản ngân hàng. Nếu bạn chưa có thì có thể xem hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng online ở đây. Tuy nhiên bạn lưu ý các tài khoản ngân hàng mở online chỉ giao dịch chuyển được tối đa 100 triệu đồng, số điện thoại ở Việt Nam. Nếu không có bạn có thể sử dụng số điện thoại của người thân. Hai. Mở tài khoản chứng khoán online tại công ty chứng khoán Techcombank TCBS sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thông tin trên thì bây giờ là lúc bạn thực hiện mở tài khoản chứng khoán online TCBS qua 4 bước như sau. Việc mở tài khoản 100% online tại bất kỳ đâu trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet, hãy nhớ là mở bằng trình duyệt website nhé. 4 bước mở tài khoản cơ bản gồm B1. Khai thông tin cơ bản trên website https://tcbs.com.vn gạch chéo B2. Cung cấp bản chụp ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân B3 xác thực qua video B4, ký hợp đồng điện tử. Bước 1. Khai các thông tin cơ bản. Sau khi click vào website https tcbs com vn gạch chéo, bạn cần thực hiện khai các thông tin cá nhân gồm họ tên, số điện thoại, email cá nhân. Bạn tiếp tục nhấp thông tin chứng minh nhân dân, CCCD, ngày cấp và nơi cấp và click vào tiếp tục. Bạn tiếp tục nhập tên ngân hàng và số tài khoản ngân hàng. Tên ngân hàng thì bạn có thể chọn. Đây là tài khoản nhận tiền của bạn tại khi bạn muốn rút tiền khỏi TCBS, tiếp theo bạn thực hiện tạo mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình. Sau khi đã có tài khoản chứng khoán rồi thì bạn thực hiện đăng nhập vào tài khoản bạn vừa được cấp gửi qua email và SMS của bạn. Thông thường số tài khoản là 105CXXSSSSSS trong đó XXXSSSSSS là 6 số cuối số điện thoại của bạn. Bước 2, cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, CCCD, bạn cần chụp ảnh mặt trước và ảnh mặt sau chứng minh nhân dân, căn cứ công dân thật nét các bạn nhé. Sau khi đăng nhập vào tài khoản thì đến bước cung cấp chứng minh nhân dân, CCCD mặt trước và mặt sau bạn vừa chụp. Hãy tải lên bạn nhé. Sau đó ấn gửi, bước 3, xác thực khách hàng, đây là bước quay video chứng thực bạn là người thật và bạn là chính chủ mở tài khoản chứng khoán, hãy cầm chứng minh thư của bạn và giữ trong 5s gồm mặt trước và mặt sau. Mỗi mặt bạn cầm 5s nhé, chi tiết xem video hướng dẫn của giao dịch viên trong màn hình xác thực trường hợp hệ thống không quay được video thì bạn có thể quay bằng điện thoại và tải video đó lên trên phần xác thực khách hàng này. Có thông báo chi tiết như hình bên dưới, bước 4, ký hợp đồng mở tài khoản chứng khoán, đây là bước cuối cùng sau khi mở xong các bước trên. Bạn chỉ cần tích đồng ý và ký hợp đồng mở tài khoản là sẽ hoàn thành, bản hợp đồng này sẽ được gửi về email cho bạn để lưu, đây là hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng bản gốc. Nên bạn hoàn toàn yên tâm trong giao dịch, ngoài ra bản hợp đồng này sẽ được ủy ban chứng khoán nhà nước phê duyệt trong 24 thì bạn mới có thể giao dịch được. Như vậy là bạn đã hoàn thành 4 bước để mở một tài khoản chứng khoán 100% online. Bạn nên xem kỹ hơn cách Bích Đầu Tư đã hướng dẫn cho bạn mình mở tài khoản chứng khoán ở văn phòng của bạn ấy. Rất đơn giản và dễ dàng chỉ trong 3 phút là có thể làm được và bạn có thể học theo để làm. ba. Lưu ý khi mở tài khoản khoán tại TCBS, quay video xác thực. Đây có lẽ là bước quan trọng nhất để có thể mở thành công được tài khoản đầu tư cổ phiếu tại TCBS. Có một số điểm lưu ý như sau, thực hiện xác thực quá trình duyệt website, https tcbs com vn gạch chéo. Dù có thực hiện trên điện thoại thì bạn vẫn phải thực hiện xác thực qua website nhé, bạn sẽ phải cầm chứng minh nhân dân để quay trước camera. Giữ trong tối thiểu 5S và xoay chậm từ phải qua trái và từ trên xuống dưới, khi quay trước camera thì thông tin chứng minh dân dân của bạn sẽ bị ngược. Điều này cũng không sao nhé, TCBS sẽ tự động điều chỉnh lại cho bạn khi bạn gửi đi. Hãy quay thật nét để nhân viên xác thực online có thể trách được thông tin của bạn. Với tài khoản đầu tư cổ phiếu này bạn không những có thể giao dịch được cổ phiếu mà còn đầu tư được các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ và các dịch vụ quản lý tài chính cá nhân. Lời kết trên đây là chia sẻ kinh nghiệm của Bích đầu tư về cách giúp bạn mở tài khoản chứng khoán hoàn toàn online 100%. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn dễ dàng có được một tài khoản đầu tư cổ phiếu nhanh chóng thuận tiện và an toàn nhất, như vậy là bạn đã hoàn thành các bước mở một tài khoản chứng khoán online khi đang ở nước ngoài rồi. Thật sự đơn giản phải không nào? Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu, thông tin về kinh nghiệm đầu tư sẽ giúp bạn những thông tin hữu ích quan trọng và cần thiết đem lại sự tự tin cũng như nền tảng kiến thức vững chắc để bạn bước chân vào lĩnh vực này. Chúc các bạn đầu tư thành công.